Chúa Trời muốn nói điều gì với nhân loại này? Đức Chúa Trời muốn nói riêng mỗi người chúng ta. Chúa không phải Đức Chúa Trời đứng phán ở trên cho mọi người thấy là ta phán điều này, nhưng mà Đức Chúa Trời đến riêng mỗi người khác nhau. Chúa có thể phán qua tâm linh của chúng ta, lời tiên tri. Chúa có thể phán qua một cái ơn tiên tri. Và Chúa có thể phán qua một cái trưởng lão của tiên tri. Có nghĩa là trưởng lão thì cái người đó trưởng thành trong Chúa. Chúa dùng những người đó. Và Chúa có thể dùng tiếng phán của Ngài qua người giảng dạy. Và cuối cùng Chúa có thể phán qua nhà tiên tri. Chúng ta hiểu chữ nhà tiên tri không? Không phải house of prophetic. Nhà tiên tri là gì vậy? Cái nơi đó có thể chứa đựng những lời của Ngài. Đó là nhà tiên tri. Sự tóm này chúng ta có những bước mà chúng ta biết what God wants to communicate. Đầu tiên chúng ta muốn biết là Đức Chúa Trời muốn giao tiếp chúng ta điều gì. Thứ nhất chúng ta phải hiểu cái câu kinh thánh mà chúng ta ngồi thấy nè. Người không có thánh linh không có nhận được những điều từ thánh linh. Có nghĩa người có tiên tri phải có Đức Thánh Linh. Và như đó, người đó gì? Bởi người ấy xem những điều là điên rồ và không thể hiểu được. Đôi khi có những điều mình không biết được, mình nghĩ đó là điên rồ, mình nói quê nói gì cái tầm bậy đó. Nhưng mà thấy vì phải được phán đoán cách thuộc linh, nhưng có những người có thánh linh thì xét đoán mọi sự, còn chính người ấy thì không bị xét đoán ai. Chúng ta nói chúng ta có Đức Thánh Linh, chúng ta có nói sai không? Vậy nếu mà chúng ta nói sai là nói tiên tri hay nói trật, nó không phải là nói tiên tri. Tại tất cả chúng ta khi chúng ta có Chúa, chúng ta là gì? Có Đức Thánh Linh trong lòng mình. Mà chúng ta nói chúng ta có Đức Thánh Linh, chúng ta phải phán đoán biết điều gì phải, điều gì sai phải không? Khi mà có Đức Thánh Linh. Nhưng mà hầu như chúng ta làm sao? Chúng ta phán đoán sai nhiều hơn là đúng. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta phán đoán sai hơn là đúng? Khám phá điều này. Đức Chúa Trời khi Ngài tương giao cá nhân mọi người, điểm thứ nhất, làm sao Ngài có thể tương giao được? Thứ nhất chúng ta thấy nè, nhà tiên tri là đường dây giao tiếp với Đức Chúa Trời. Chúa dùng những người đó để giao tiếp mọi người. Khi chúng ta thấy nè, Chúa cần cái người nhạy cảm với Ngài. Thứ nhất là chúng ta phải nhạy cảm với Ngài. Đi với Ngài mỗi ngày chúng ta mới nhạy cảm. Còn mỗi ngày chúng ta chỉ đời nhiều hơn á, thì chúng ta sẽ không bao giờ nhạy cảm với Chúa. Không phải là chúng ta mỗi ngày chúng ta phải làm điều gì ngồi giống như nhiều người ngồi thiền. Ngồi không. Chúng ta phải đi với Ngài. Chúng ta có một người bạn thân, chúng ta đi cùng với nhau mỗi ngày chúng ta làm gì? Tâm sự. Phần đông chúng ta nói nhiều hơn là chúng ta nghe. Vâng, hai người đi với nhau thì cái người mà thường thường người về tới nhà đó thì cái người nào hiểu người nào nhiều hơn? Người nghe hiểu cái người nói. Ok, còn cái người dẫu hai người bạn thân đi cùng với nhau nhưng mà người kia nói không á thì cái người nghe thì người nói về sẽ không hiểu gì người kia hết trơn á, tại nguyên buổi đó là chuyện của mình cho người kia thôi. So bây giờ mỗi ngày chúng ta đi thường với Chúa cũng lẩm nhẩm chứ, rồi nhẩm chứ, xong rồi về nhà bữa nay nói chuyện Chúa gì ha. Tại vì giống như hai người bạn thân, Chúa đi cùng chúng ta, nên nhớ là chúng ta thường chúc phước nhau á, ồ Chúa đi cùng nha, ồ Chúa cùng nha, Chúa đi cùng nha, thì Chúa đi cùng, có Chúa đi cùng, nhưng mà mình lẩm nhẩm nói với Chúa, nhưng mà bao nhiêu lần chúng ta nghe yên lặng để chúng ta thấy được bao nhiêu lần chúng ta, cho nên lý do đó mà chúng ta lại gì có thánh linh nhưng mà chúng ta phán đoán điều sai, bởi vì chúng ta nói nhiều hơn chúng ta nghe. Nghe Chúa như thế nào, đây là một cái căn bản mà chúng ta phải biết được Đức Chúa Trời muốn làm gì. Mà Chúa dùng các nhà tiên tri là đường dây. Chúng ta có thể là nhà tiên tri, đó là đường dây giao tiếp liên lạc của Đức Chúa Trời. Chúa dùng chúng ta là đường dây đó. Tất cả chúng ta là con cái Chúa, chúng ta có thể là nhà tiên tri. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể trở thành nhà tiên tri mà Chúa nói qua đường dây của mình? Thứ nhất, trong Kinh Thánh nói như thế này. Lúc thời xưa đó, thì Chúa dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối là bây giờ sau này, trong thời Tân Ước, Ngài phán dạy chúng ta qua con Ngài. Nghe rõ, Ngài phán dạy chúng ta qua con Ngài là Chúa Giêsu phải không?
là con Ngài mà đã lập trên đấng thừa kế muôn vật, cũng qua con ấy Ngài đã sáng tạo vũ trụ này. So bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta hiểu được cựu ước, hiểu kinh thánh, nhưng mà không hiểu con Ngài, có nghĩa là không hiểu Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ không hiểu những điều gì cả. Tại vì Ngài phán qua con Ngài, chúng ta có thể biết về cựu ước. Cho nên đó lý do phần đông người Do Thái giáo họ không hiểu được ý muốn, ý định của Đức Chúa Trời. Họ chỉ biết cái gì, những gì tổ phụ họ phán qua thôi. Họ truyền khẩu người này nói kể chuyện người kia. Giống như người Việt Nam chúng ta sinh ra trong gia đình đạo này đạo kia, đạo thờ của ông bà, chúng ta chỉ truyền khẩu từ người này qua người kia và nói bây giờ thờ đó, cúng đó, lại đó, làm điều đó, thì chúng ta cũng làm y chang đó, bởi vì truyền khẩu qua những người này kia. Nhưng mà Chúa Giêsu đến là để làm gì? Chúa nói chỉ một mình Ngài, bởi vì Chúa này Ngài là tạo muôn vật này, cho nên Chúa Giêsu là Ngài sao rốt Chúa phán, Đức Chúa Trời dùng Chúa Giêsu phán qua thôi. Nếu chúng ta không có Chúa Giêsu thì chúng ta không kể là người đó hiểu được tiên tri của Đức Chúa Trời, bởi vì tiên tri của Đức Chúa Trời chỉ phán qua một mình Chúa Giêsu mà thôi, không một ông nào khác. Chúng ta biết Ấn Độ có nhiều ông guru phải không? hay lên bây giờ YouTube cũng đầy dày đặc ra đó, thấy guru này guru kia đó, thì người ta rất là thích, bởi vì sao? Họ nói giòn tay cho người khác, nhưng mà Chúa Giêsu đến thì đâu có giòn tay được đâu. Chúa Giêsu đến đầu tiên cho hỏi ăn năn, con có ăn năn chưa? Thành ra nữa họ có gì đâu ăn năn phát không? Thành ra nhiều khi chúng ta đến với Chúa, đến với hội thánh thì Chúa Giêsu nói chuyện riêng tư mỗi chúng ta tại đây. Thì Chúa Giêsu hỏi con ăn năn chưa? Thì cái người mới đến nói tại sao tôi phải ăn năn? Tôi có chuyện gì ăn năn? Bữa nay tôi vui quá mà, đâu có gì để ăn năn phải không? Nay đâu có gây ai đâu, đâu có cãi với ai đâu, đâu có đánh lộn ai đâu, đâu gian lận ai đâu. Tôi đâu cần ai phải ăn năn. Chúa nói chỉ ăn năn có một điều thôi. Ăn năn mà từ sáng giờ ta nói con không nghe vậy đó. Tại vì hồi sáng giờ tới giờ này con mới nghe tiếng ta. Còn hồi sáng giờ cứ mãi mê những cái việc gì đó thì chúng ta cần phải ăn năn để hiểu. Ok, sorry Chúa, nói sáng giờ con mê những gì, con quên chơi game nhiều quá. Chúng ta không biết, cho nên cái đầu tiên chúng ta phải ăn năn để hiểu được. Bước thứ nhì, chúng ta phải gì? Thời nay chúng ta phải công nhận rằng sự mầu nhiệm và lòng tin kính. Người hiểu Chúa, người hiểu Chúa Giêsu phải có lòng tin kính. Đấng đã được tỏ bày trong thân xác. Trong văn, sách văn, ngôi lời trở nên xác thịt. Ngôi lời là Chúa, Đức Chúa Trời, là Chúa Giêsu trở nên xác thịt. Lời của Chúa, Chúa phán bày tỏ qua thân xác, có nghĩa là Chúa Giêsu hiện diện và Chúa nói những gì trong lúc Ngài nói trong thân xác Ngài. Là Đức Thánh Linh tuyên xưng công chính, được các thiên sứ ngắm nhìn, được rao giảng giữa muôn dân, được mọi người tin nhận, được cất lên trong vinh quang. Có nghĩa là khi mà Chúa phán điều gì trong thời Tân Ước, trong 3 năm rưỡi đó, thì Chúa Giêsu nói điều gì thì có gì? Các thiên sứ ngắm nhìn, được rao giảng giữa muôn dân, được mọi người tin nhận và tất cả trong vinh quang của Ngài. Đây là sự đầy dẫy, sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài. Một trong những điều mà người ta không tin được, bởi vì người ta không tin Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Đó là duy nhất thôi. Nếu mà chúng ta đem cắt hết tất cả thần tính của Ngài á, thì chúng ta sẽ không hiểu bất cứ điều gì ở trong hội thánh. Thí dụ, bây giờ tôi có thể giảng có nghĩa là thao thao bất tận, tôi nói đủ thứ lý luận nhà trần á, nhưng mà có một điều như thế này, cái người đó không tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, người đó sẽ ngu gục. Chưa nói là tôi nói nhựa nhựa thì dĩ nhiên ngu gục rồi, nhưng mà nếu mà tôi nói giảng mạnh mẽ, nói hết lý trí, hết sức lực, nhưng mà người đó vẫn ngu gục, có nghĩa là gì? Có nghĩa là người đó đang block một cái lằn đường dây. Đó là thần tánh của Chúa Giêsu. Có nghĩa là tôi đến nhà thờ đó, tôi tin ông trời thôi, mà ông Giêsu đó là ông đó là tiên tri, hay là ông đó là con người thôi, thì chắc chắn người đó sẽ block hết tất cả những gì giảng. Tại lời phán chỉ qua con Ngài, Chúa chỉ sử dụng Chúa Giêsu và Phúc Âm cũng là Chúa Giêsu trong đó. Thành ra tất cả những gì mà họ không nghe, bởi không phải chúng ta không trình bày được, nhưng mà bởi vì họ block tất cả, họ không tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời.
Thành ra tất cả mọi điều chúng ta trình bày lời tiên tri phán ra là đầu tiên chúng ta phải công nhận tín nhiệm điều này, là chúng ta phải biết thần tính của Ngài ở trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Thì lúc đó chúng ta muốn nói làm chứng gì? Tại sao chúng ta đến với một người chúng ta làm chứng rất dễ? Bởi vì người đó đã tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời rồi. Thành ra tôi thấy nhiều người tới làm chứng với tôi nhiều lắm, nói mà thao thao là tin Chúa rồi muốn làm chứng tôi. Còn cái người không tin Chúa đó, họ nói chỉ ba chữ cái tự nhiên họ bye bye nó. Ồ tôi bận nha, sorry nha, sorry tôi phải đi. Ồ tôi phải rước con, tôi phải làm gì á. Họ viện cớ họ bỏ đi. Bởi vì sao? Họ không biết được, họ không muốn tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Sau đây là cái thần tánh mà chúng ta phải hiểu. Bước tới, chúng ta nhắm vào bây giờ cách nào để chúng ta hiểu được nguyên mẫu của một Chúa Giêsu thiết lập lên một dân tộc. Chúa Giêsu nói là có Ngài là gì? Như vậy anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng người đồng hương Việt Nam với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri, và chính Đấng Christ Jesus là đá góc nhà. Rồi bây giờ Chúa Giêsu bước đến một bước nữa là chúng ta không còn gì xa lạ với Ngài. Khi một người mà muốn nghe lời tiên tri của Đức Chúa Trời hay là tiên tri phán ra, người đó nghe điều gì không phải là điều xa lạ của Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì sao? Chúng ta thuộc về Ngài đâu. Giống như tôi, cái người đồng hương, thí dụ đây dân đây miền Tây, dân miền Tây ha, thì chúng ta miền Tây không? Miền Tây nói đớt sao anh đớt? Khi mà cái miền đó thì họ có nghĩa là gì? Họ gần gũi với nhau, họ nói cỡ nào người đó cũng nghe, nói đớt, nói ngọng gì cũng nghe được. Tại sao? Bởi vì họ thuộc cái miền đó rồi. Đối với chúng ta theo Chúa vậy, chúng ta theo Chúa là chúng ta không còn xa cách nữa. Cái điều một số người, cho nên hồi xưa có một số người dạy nó là đừng dùng mấy từ mà của trong hội thánh nhiều quá, tại dùng mấy từ ở trong hội thánh người ta không hiểu được. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng những cái từ trong hội thánh, những người trong hội thánh nó hiểu, mà không dùng từ đó những người trong hội thánh không hiểu cái những từ đó, phải không? Có những từ mình dùng ở trong hội thánh mọi người hiểu, nhưng mà ra ngoài người ta không hiểu được. Thì trong Chúa vậy, khi mà chúng ta nghe tiếng phán của Chúa thì Chúa cũng dùng lời của Ngài, có nghĩa là cũng câu kinh thánh, cũng lời Đức Chúa Trời trong đó mà chúng ta không hiểu được. Chúng ta là không phải đồng hương của Ngài. Không hiểu là không phải đồng hương à. Thế nên không phải chúng ta học thần học hay chúng ta làm điều gì, tất cả con cái Chúa đều hiểu hết á. Thật sự mà chúng ta ở cùng với Ngài, đi với Ngài thường xuyên hơn á, thì chúng ta sẽ hiểu. Không cần phải đi học thần học hay là học lớp 101, 102 gì căn bản ABC gì đó, không cần biết gì đó. Tại vì sao? Chúng ta một câu, một đoạn kinh thánh đó, chúng ta đọc một chục lần nguyên đoạn đó, chúng ta đọc một chục lần đi, hiểu liền. Thử đi, câu nào mà khó nhất á, khó thì khó đó. Bây giờ chúng ta đọc một chục lần trong cái trang, cái đoạn đó đó. Nếu không hiểu, đọc hết sách đó một chục lần, tôi biết chắc chắn quý vị sẽ hiểu. Tại sao một sư giảng được? Tại vì một sư giảng đọc một chục lần. Ok, không ăn chục lần, hơn chục lần. Lý do đó mà mới hiểu lời của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta, tại sao tôi không hiểu kinh thánh? Bởi vì chúng ta chưa đọc được chục lần. Mà đọc mấy lỗ tai này chạy qua kia nha, đọc nó cho có thôi. Ồ quên nữa, nhắc cái này, hôm trước có ghi danh mà ai đọc kinh thánh mỗi ngày nhớ nha, có quà đó nha. 3 tháng. Giờ tôi cho 1 tháng thôi, ai mà suốt tháng thôi là có quà rồi. Ok. Chứ 3 tháng lâu quá không ai đọc quên rồi. 1 tháng thôi, có quà nhỏ, 2 tháng có quà bự hơn chút xíu, 3 tháng có quà bự hơn chút xíu nữa. Chúng ta sẽ hiểu lời của Đức Chúa Trời vì sao? Bởi vì Ngài muốn chúng ta gần Ngài. Kinh Thánh là vậy. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ 4, 5, 6. Tại sao chúng ta có nhóm như thế đó? Nhiều hội thánh nhóm chỉ có ngày Chủ nhật, nửa tiếng đồng hồ chạy về, mất tiêu, biến mất. Thành ra con cái Chúa sao? Tin Chúa bữa này vui thì đi nhóm, bữa kia không vui tôi đi chùa. Phải không? Ta đâu hiểu đâu. Chỉ những ai có Ngài, học thường xuyên Ngài, thì làm sao chúng ta có thể tin một điều khác được.
Tôi nói điều này nhiều khi nhiều người không thích tôi. Ngó trên live có quý vị có thể chống đối tôi, nhưng mà nếu mà quý vị có chống đối, quý vị đến đây nghe tôi giảng 10 lần quý vị sẽ không còn chống đối tôi. Tại lời của Đức Chúa Trời sẽ thấm nhận trong đó. Cái này là bằng chứng. Chúng ta ngồi đây vì hiểu phải không? Hồi xưa tại sao ngồi trong nhà thờ muốn nhóm đứt đi? Tại vì sao chúng ta thấy không có gì mà hết trơn á? Nhưng mà khi mà chúng ta nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm, thứ sáu, những nhóm thứ bảy, chúng ta thông công với nhau, có ai cần nhu cầu chúng ta tương giao với nhau, chúng ta cần điều gì chúng ta thông công với nhau. Thành ra từ đó mà sao? Chúng ta cỡ ở gần với Ngài, không phải ở gần với hội thánh đâu, ở gần với Chúa. Chúa tạo cơ hội để chúng ta gần Ngài hơn, chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn. Điểm tới là chúng ta thấy lời phán qua Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh phán qua trong sách Cô-rinh-tô nói thế này: cho nên thưa anh em, hãy ao ước nói tiên tri và đừng ngăn trở việc nói tiếng lạ, nhưng hãy thực hiện mọi sự trong cách thích hợp và trật tự. Ok, bây giờ tôi chỉ nắm để tiên tri thôi, bữa khác nói tiếng lạ. Bây giờ tiên tri, bây giờ hãy ao ước. Cái chữ ao ước á, là có thể chúng ta nói tiếng Anh là chữ desire, ước muốn. Chúng ta wish. Ok, đừng có wish. Thấy ông kia nói tiên tri hay quá, tôi wish giống như ông. Không, chúng ta ao ước nói tiên tri. Bây giờ trong chúng ta thử hỏi nè, tại sao chúng ta ao ước nói tiên tri? Nên nhớ, nói tiên tri không phải coi bói. Thành ra đừng ao ước chỉ chỗ đó uổng. Ok, tại Chúa không có nói về tương lai mình đâu, và Chúa cũng không nói quá khứ mình đâu. Chúa nói hiện tại. Chúng ta ao ước nói tiên tri bởi vì Chúa muốn chúng ta hiểu những gì chúng ta đang ngay bây giờ. Đôi khi có những lúc chúng ta đang một cái tình huống gì đó, chúng ta muốn có một tiếng phán của Ngài. Lấy xoay, không biết gì Chúa nói gì. Nhớ cái câu này nó ra, nhớ câu Kinh Thánh hôm trước nói. Nhưng mà đôi khi chúng ta không cần nhớ câu Kinh Thánh, tự động Chúa cho một cái cảm giác mình thấy được điều đó là đúng. Có những cái linh tính theo cái cách mà dân gian chúng ta dùng cái chữ là linh tính đó. Nó sensitive. Tại sao vậy? Bởi vì sao? Chúng ta ao ước nói tiên tri là chúng ta ao ước khi Ngài phán đúng thời điểm lúc bây giờ. Chúng ta đối diện với điều gì xảy ra trong cuộc sống ngày hôm nay. Thí dụ chúng ta đang có một cái khó khăn lúc ngay trước mặt chúng ta đó. Lúc đó chúng ta ao ước tiên tri để chúng ta nói cái câu nó đúng chút xíu. Thí dụ đi interview vậy đó, interview mà nói trật một câu một cái là đi về đi ha. Còn chúng ta nói một cái mà đồng lòng ông chủ một cái là xong rồi. Cũng vậy, trong những trường hợp đó, Chúa cho chúng ta những lời phán để chúng ta có sự khôn ngoan. Bây giờ thử hỏi nè, làm sao có lời phán khôn ngoan ha. Bây giờ bước tới để thấy nè. Trong sách Ephesians, chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng tin lành, một số người khác nữa làm mục sư, giáo sư, để các thánh đồ được trang bị công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ. Ok, mục đích Chúa cho chúng ta lời tiên tri để gì? Màu vàng, để trang bị phục vụ trong thân thể Đấng Christ. Vậy nếu một sư nói vậy thì đâu dính líu gì đi làm, đâu dính líu chuyện tôi nói, giao tiếp với ai đâu. Tại này trong hội thánh mà, tại vấn đề này hội thánh mà, phải không? Có phải vấn vậy không? Không. Cái sự trang bị của Chúa đó trong công tác á, mỗi ngày chúng ta giao tiếp với ai á, bộ chúng ta không có Chúa hả? Lúc nào chúng ta có Chúa hả? Không có Chúa. Đi làm á, chúng ta có Chúa hả? Không có Chúa. Yeah. Chúng ta có Chúa thì có nghĩa là như chúng ta trang bị trong công tác phục vụ. Lúc đó chúng ta làm điều gì? Cái điều gì mà chúng ta cảm thấy vui nè? Cuộc đời chúng ta cái gì vui nhất? Cái bí quyết là con cái Chúa đó. Mà phải hiểu điều này nha. Đây là một cái bí quyết mà tôi muốn chia sẻ cho mọi người đó. Điều gì khiến chúng ta vui? Điều chúng ta vui nhất con người á, của con người chúng ta là chúng ta ban cho. Có mới cho, phải không? Khi mà chúng ta cho ai đó chúng ta vui, phải không? Thí dụ một người ăn xin đưa xè tiền ra, mình lấy tiền mình đưa người đó, họ vui nhưng mà mình vui hơn, phải không? Cái sự ban cho là cái niềm vui. Thành ra cái sự phục vụ là cái sự ban cho. Mình làm công việc đó mà có ích lợi cho công ty đó, ai vui? Không phải ông chủ vui đâu.
Chính chúng ta vui bởi vì chúng ta cảm thấy chúng ta worth it. Chúng ta cảm thấy chúng ta đặc biệt. Tôi được cái điều này nhờ tôi mới được cái đó đó. Phải không? Không, không. Cái cảm giác của chúng ta vui ở bên trong bởi vì chúng ta ban cho đó là Chúa trang bị chúng ta công tác phục vụ. Trong cuộc sống này Chúa xây dựng Đấng Christ, thân thể của Ngài là gì? Để chúng ta kết nối họ tự nhiên hồi xưa người đó chống mình, giờ người đó connect với mình. Tại thân thể là sao? Là cái đó chứ kết nối. Có thân thể là lời rời tay. Ai có coi cái phim mà Toy Story á, Woody á, chắc đây lần tôi không biết cái phim đó. Cái tôi tưởng nó Woody nó mất liệu cái tay nè, cái chân kia. Rồi nó mấy thằng kia nó phải ráp, nó kiếm thôi nó ráp lại đồ chơi á. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta ráp lại không phải chỉ ở trong Chúa thôi, nhưng mà chúng ta ráp lại để có Đấng Christ ở giữa. Thí dụ ba người ở trong công ty chúng ta, hay ba người trong nhà chúng ta, ở gia đình chúng ta đi, mà chúng ta ráp họ lại, chúng ta gần với họ mà có Chúa Giêsu ở trên đầu á, thì làm sao? Thì xong công việc rồi phải không? Đó là mục đích mà Chúa cho chúng ta cái niềm vui, chúng ta phục vụ, chính Ngài ban cho. Tôi chỉ nhấn là nhà tiên tri có nghĩa là Chúa cho chúng ta lời nói tiên tri để ảnh hưởng người khác. Tiên tri là điều gì? Những điều trong hiện tại Chúa nói, Chúa cho chúng ta phán ra, phát ra cái miệng mình, cái điều gì mà ảnh hưởng người khác, thì người đó mới bắt đầu gom lại gần chúng ta hơn. Đó là sự trang bị của Chúa. Thử hỏi cái chữ tôi thường thường này, tôi chia sẻ Chủ nhật, tôi chia sẻ lại. Tôi đố quý vị giữa một người leader, người lãnh đạo với một người quản lý manager khác cái gì? Cái người lãnh đạo là người đó ảnh hưởng người khác. Ảnh hưởng người khác. Nếu mình giảm hưởng, ảnh hưởng ai phải không? Mình đi trước, tôi lãnh đạo đi trước, không nào tôi sao trên. Vậy lãnh gì? Tại vì cái người lãnh đạo là cái người đó đi trước, thì người kia lon ton theo sau mới là lãnh đạo, tại vì mình ảnh hưởng. Còn người manager là chỉ gom lại thôi. Đây là cái khác biệt. Một số người đến hội thánh này, tôi giải thích nhiều, rất là nhiều lần, đến đây tôi hỏi ân tứ gì, có ân tứ làm đi, xong rồi không có ai theo mình trơn, thôi tắt đại, tại vì mình không có khả năng đó. Tôi cho cơ hội tất cả mọi người trở thành lãnh đạo trơn á, nhưng mà không ảnh hưởng được người khác thì sao? Có nghĩa là mình chỉ là manager thôi. Thì cái đó là mình phải thay đổi cái cách sống của mình, cái gì mình muốn đổi thì đổi. Nhưng mà cái đổi duy nhất là gì? Cái bản chất của Đức Chúa Trời trong mình, thì chúng ta sẽ ảnh hưởng người khác. Thì tự động mình làm điều gì người khác sẽ theo mình, thì đó là người lãnh đạo. Còn đến đây tôi đâu cần hội thánh này, đâu cần manager đâu. Hội thánh này không cần manager. Tôi chỉ cần người clean up thôi. Chúng cần manager. Hội thánh là công ty mà có nhiều manager mệt lắm. Này hơi nói xấu chứ có hội thánh mục sư đông hơn tín đồ. thì nó rất là khó phát triển. Bởi sao? Ai cũng manager đó mà không ai lãnh đạo đó. Lãnh đạo là gì? Không phải là chức vụ. Lãnh đạo là mình ảnh hưởng người khác để người khác đi theo mình. Thì cái đó là Chúa trang bị cho mỗi người chúng ta sao? Để phục vụ. Mà chúng ta phục vụ xây dựng thì chúng ta là lãnh đạo chứ là ai? Chúng ta là leader đó. Chúa trang bị mỗi người chúng ta là leader. Chứ không phải là ông này làm này, ông này kia. Đúng, có những lúc chúng ta là lãnh đạo, có những lúc chúng ta phải đi theo điều gì đó. Đó là cái điểm thứ ba. Điểm tới. Cô-rinh-tô nói như thế. Còn người nói tiên tri thì nói với con người để xây dựng, để khích lệ và an ủi. Đây là điểm mà chúng ta cần phải nói. Bây giờ, đây hơi sensitive chút xíu. Chúng ta có bây giờ nói chú phán tôi cái này. Có người này chú nói tôi cái này. Tôi nói dù cái chuyện này à, chú tôi biết là chú nói được đó đó. Xong nói cái người đó bỏ nhà thờ luôn. Tại vì chú nói tôi mà, tôi được ơn chú nói tôi mà. Tôi nói để khích lệ nha. Nói để cầu nguyện nha. Xong trốn mất tiêu luôn. Thì bày tỏ là gì? Cái đó không phải khích lệ. Nói tiên tri á, làm sao chúng ta nói tiên tri không phải chúng ta nịnh người khác. Ok. Nói tiên tri không phải là nịnh người khác. Nói tiên tri là lúc nào Chúa cho chúng ta một cái cảm hứng ở trong Ngài, mà Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta, mà Ngài cho chúng ta những lời nói đó khích lệ và gì? Xây dựng. Chúa đến chỉ khích lệ và xây dựng thôi. Chúa
Chúa không cho chúng ta ngồi trong cái ghế của Ngài để phán đoán hay là phán xét. Đôi khi chúng ta cảm thấy giống như mình được ơn trong đó, rồi mình ngồi tạ vô cái ghế đó, đó thì chúng ta vô tình không có khích lệ phải xây dựng. Thì nếu mà chúng ta có lỡ làm đi, tôi nói có lỡ làm đi, thôi thì phải ngồi ra khỏi cái ghế đó, đừng ngồi đó nữa, đừng để điều đó nó xảy ra được nữa. Bây giờ tôi hỏi một lần nữa để chúng ta hiểu nè, điều gì xây dựng, điều gì khích lệ? Thường thường tôi chỉ hỏi một chữ thôi, cái chữ gì xây dựng mà chữ gì khích lệ? Xây dựng á là mình biết chỗ nào nó cần đắp vô. Khích lệ á, điều gì chúng ta để thúc đẩy. Chúng ta hiểu không? Thí dụ cái nhà đó thiếu một cái cột nằm ngay giữa đó đi, thì chúng ta phải ráp cái cột đó đứng để cho dựng cái nhà đó. Còn người ta không có cái cột mà chúng ta đi lấy mất tiêu cái cột đó thì làm sao nó dựng được? Khi mà xây dựng mình thấy người đó thiếu cái điều gì. Thí dụ người đó thiếu cách ăn nói, mình đến phụ giúp ăn nói. Đến đi lên máy bay mấy người thông dịch phải không? Thí dụ lúc đó không ai biết tiếng Anh đâu, thì có mình nói tiếng Anh. Thì lúc đó sao? Mình là người lắp vô điều đó thì Chúa sử dụng mình điều đó. Đó là xây dựng đó. Còn bây giờ hội thánh thiếu gì? Thiếu đủ thứ không? Nhưng mà tôi thấy toàn rút đi không? Thiếu là mình phải lắp vô điều đó. Và khích lệ là gì? Thấy người đó đang yếu thì sao? Có nghĩa khích lệ. Thành ra nói tiên tri có hai mục đích: xây dựng và khích lệ. Bây giờ chúng ta tập thành nói tiên tri. Nói tiên tri không phải chúng ta muốn nói và nói. Chúng ta nói đúng lúc, đúng thời điểm và đúng người. Có những lúc có thể chúng ta không nói đúng người, bởi vì trong cái hoàn cảnh đó, mình không ở trong vị trí đó, mình không thể hiểu được điều đó, mình không thể nói được. Dẫu Chúa có nói, có cho chúng ta những lời đã phán ra, nhưng mà chúng ta không nói được. Bởi vì sao? Bởi vì miệng mình mở ra nó không xây dựng và khích lệ. Thôi mình ngưng, nhưng mà mình không phải nói lúc đó. Có thể Chúa nói một tuần sau nói được, một tháng sau nói được, có thể một năm sau mới nói được điều đó. Nhưng mà bây giờ Chúa nói được, Chúa cho trước những điều đó để chúng ta thấy được. Có những điều, có những người họ bước vào tội lỗi đi, họ đi lăn vào những cái tội lỗi, thì chúng ta nói thôi, địa ngục. Người khác sao? Tôi đâu thấy địa ngục đâu, tôi đang vui vẻ đâu có gì địa ngục. Vậy là chết á, phạm tội á, tội á, tội dữ lắm á, tội nặng lắm á. Không, giống người ta có đôi lúc người ta đang trong lúc đó, chúng ta cũng không được quyền nói. Bởi vì sao? Lúc đó phải hỏi Đức Thánh Linh, con nói được không Chúa? Nói hỏi Chúa, con nói điều này được không Chúa? Thì lúc đó Chúa nói, được, nhưng mà đợi sáng mai nói, đừng nửa khuya gọi người ta nói. Nói này tế nhị, có nhiều người nửa khuya gọi nói người ta. Tại vì cũng mình nói đúng chứ không phải nói sai. Nhưng mà nói trật giờ ta, 2 giờ khuya không được quyền gọi người ta. Ok. Nói nào không phải cho nói cho coi chi đâu nha. Người khác, không phải có gì, có người khác nè. Có người ai gọi 2 giờ khuya. Hồi đó tôi cũng bị rồi, 3 giờ khuya có người 5 giờ sáng gọi. Mà không gì quan trọng nữa nha. Kết luận tối nay chúng ta nghe nè, trong gì mình nói ta sẽ ban chắc cho ngươi những người chăn đẹp lòng ta, họ sẽ lấy tri thức và sự khôn ngoan mà chăn dắt các ngươi. Chúng ta là chiên của Chúa, chúng ta được người chăn dắt mình. Thì khi mà con chiên nó trưởng thành thì nó phải tiếp tục nó chăn dắt người khác. Chúa ban chúng ta lời tiên tri, hay là trở thành nhà tiên tri, hay là trở thành tiên tri của Đức Chúa Trời, thì để làm gì? Để chăn dắt người khác. Bây giờ thử hỏi, chúng ta chăn dắt được bao nhiêu người khác rồi? Nhiều khi chúng ta tưởng mình không là ai nha,
Nhưng mà thật sự mình là nhà tiên tri từ lâu nay mà không biết. Mình là người Chúa sử dụng trong tiên tri của Ngài. Và chúng ta nghĩ, ồ thôi chỉ là tín đồ bình thường thôi. Tôi đâu có hơn ai, đâu học kinh thánh như ai đâu. Nhưng mà nhiều khi cái những lời của mình phán ra đó, bao nhiêu người được xây dựng rồi. Tại lời tiên tri lại là điều gì? Là để xây dựng và khích lệ. Chứ không phải là nó bối người ta cái tướng sao? Hay là love connection. Tiên tri là mình nói những điều gì đó mà xây dựng. Tại cái mục đích Chúa muốn xây dựng. Chứ Chúa đâu muốn cho chúng ta biết nhiều thứ đâu. Tại nhiều điều trên thiên đàng Chúa đâu muốn chúng ta biết. Tại có nhiều điều trên thiên đàng mình không thể hiểu được. Giống như chúng ta hồi xưa ở Việt Nam không thể trước khi qua Mỹ đâu thể hiểu Mỹ giống như thế không? Không? Ai Việt Nam mới qua mới hiểu này không? Hồi đó tưởng tượng Mỹ giống sao vậy? Hồi đó tưởng tượng Mỹ như sao? Qua đây bây giờ mới biết cái đó, chuyện đó phải không? Chứ xưa đâu biết gì đâu. Thành ra bây giờ nhiều khi chúng ta ở trên đất này, chúng ta đòi hỏi nhiều quá những điều trên thiên đàng, nhiều điều của Đức Chúa Trời muốn nói cho chúng ta. Chúng ta đòi hỏi nhiều quá. Chúa chỉ muốn chúng ta làm một cách đơn giản, phục vụ Ngài, chăn dắt, yêu chiên của Ngài. Và chúng ta khích lệ và xây dựng. Đó là lời tiên tri của Đức Chúa Trời.